Dạ em xin chào tất cả các cô chú anh chị em đã quay lại với kênh Hiếu Mán ạ. Ê, hôm nay em lại review cái đàn trắng này. Nó là một đàn hết nhé. Nhưng mà chắc chắn là bọn này sẽ là tai dựng này. Đấy. Chắc chắn một điều bọn này sẽ là tai dựng nhé. Nói rõ mọi người trước như vậy. Bọn này rất là nhỏ xinh nhé. Trong này có 3 con cái, một con đực. Nó gần như nhau hết này. À, con cọc xám này, tứ túc mai hoa này, cái này. Cái. Con xám này hay phết này. Ghê gớm này. Mới thể run xong con này. Bụng vẫn trương căng này. Xám. Bọn này đốm lưỡi hết sao ấy, kiểu nãy. Xem nào. Lông cũng được, lông lá bọn này mỗi tội là cái mặt nó hơi bé, đốm lưỡi này, con này đốm này. Con kia đốm này. Xem con này đốm không? Đốm này. Xem con nào được nào. À đây con này được này. Đây đây được 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 này. Lông nó bọn lông con này thì ok này. Đấy, lông thì quá ok luôn, không phải chê vào đâu. Nhìn này xinh chưa? Mặt cực xinh luôn này. Đấy con trắng này. Con này đốm không? Xem nào. Lông tốt lắm, lông bọn này ok lắm. Đốm hết. Đấy nhìn nhỉ. Đấy, con này là cái này. Đâu nhỉ? Con đực trong kia kìa, trong cùng kìa. Được 1, 2, 3 con này cái này. Đấy, nếu bọn này khẳng định 100% là tay dựng nha. Đấy. Nói lông thì không phải chê rồi. Bọn này lông thì không phải chê à, nhưng mà cái mặt này thì cái size bọn này nó sẽ không được to cho lắm. Bọn này size nó sẽ là nhỏ này, không to. Mà size bọn này chắc khoảng 18 cân. 18 cân là ok rồi, nếu mà cho cái 18 cân là ok rồi. 15 đến 18 cân. Tầm đấy. Có mấy bác đang gọi điện này, hỏi mua chó. Nói chung là đấy, cái đàn này thì có đúng lưỡi hết này. Không huyền đề này. Có một con vàng kem một chút này, vàng kem này đấy, có một con này con đấy, này vàng kem đấy, con trèo trên đấy, vàng kem. Còn con này là có con cái, con trong cùng như là con đực kìa. Đây, đây là con trong cùng là đực. Con bên này cái này xinh nhá, các bạn xinh lắm này. Đấy, mũi nó hơi nâu nâu này, nó không đen hẳn đâu, nó không đen hẳn đâu. Đây, nó hơi lâu lâu nhá, đây. Mặt xinh lắm này, mặt xinh kìa. Xinh và đáng yêu chưa? Đấy. Cực xinh cực đáng yêu luôn. Rồi nằm này, yêu chưa? Yêu chưa? Xem nào, tao cù mày xem nào. Tao có máu buồn, tao thử cù mày xem mày có máu buồn không nào. Rồi ơi. Đấy, nghe như nó lè lưỡi là xinh rồi. Đấy. Yêu chưa mọi người? À, con này, chào khán giả. Ôi, cười rồi đấy, cười ấy. Con nào cũng đùm lưỡi nhá. Bọn này chắc được khoảng 3 cân, tầm tầm đấy. Sáng này, sáng này ăn vừa ăn cách này trừ chị vừa cho ăn xong. Đây này, vừa cho ăn cháo xong này. Cháo cơm thì được luôn. Mấy con đỏ này thì hôm nọ em quay rồi đấy. Mọi người còn nhớ không? Mấy con đỏ em quay rồi đấy. Nhưng mà cái con tứ mục này cũng ok này, tứ mục này. Hôm nọ bác nào hỏi em con tứ mục này em quên mất đấy. Em cũng không ra hỏi. Nhưng mà đang thích với bọn này này, đang thích cái 3-4 cái con sù này này. Nhìn xinh chưa? Đấy, cực xinh luôn này. Nghèo kia mà nghèo. Tao ghét nhất mèo nha. Không được nghèo. Không được nghèo. Em này em rất ghét mèo mọi người. Em không biết đâu, không hiểu tại sao ghét mèo lắm. Bởi vì chắc em nuôi chim nên em không thích nuôi bọn mèo này. Đấy, nhìn chưa? Ôi, xinh chưa? Yêu chưa mọi người này? Đấy, cười kìa, đấy. Nói thật là... Anh, chị ấy đi bán hàng ở sao ấy? Hay trong nhà ấy? Con kia cũng đẹp nhỉ? Con nói chung là cái đàn này lông thì nó ok. Nó ok. Nhưng mà nói với mọi người là size nó sẽ nhỏ nhá. Size bọn này sẽ là nhỏ, không phải là size to.
Hôm nay em mệt, nói thật sự là chưa bao giờ mệt như hôm nay. Người nó cứ rũ rượi ra, đau hết người. Đang trong cái thời gian ốm nên là nó hơi mệt tí. Nhiều vấn đề quá. Mọi người thấy em review mà nó không ok thì mọi người thông cảm nhé. Nhưng mà cái đàn này là ok này. Đấy, là đàn này lông lá ok, nhưng mà nói với mọi người là nó sẽ là tai dựng. Còn ai mà thích tai dựng thì sẽ bắt bọn này, còn ai không thích tai dựng thì sẽ bắt đàn khác. Đấy. Xinh lắm nhá. Con trong cùng kìa, con trong cùng là đực này. Bao này, cái này. Đây, cái thì được, con bên này đẹp này. Cái thì con này xinh nhất, đẹp nhất này. Xong rồi đến con này, lông con này tốt nhất này. Con này để xong đến cuối cùng này này. Nhưng con này này rất là yêu luôn nhá. À, cù mày nè. À, sướng ấy, đây là gãi nó còn sướng ấy, không phải cù nó đâu. Bác nào mà yêu em nào ấy, gọi trực điện trực tiếp cho em nhé, bởi vì là mọi người không gọi trực tiếp như hôm qua em đưa lên hai con sù ấy. Mọi người chốt là mua luôn, chuyển khoản luôn thì là còn chó. Là những cái con rất là ok rồi thì mọi người lên gọi điện. Thực ra thích yêu thì không tiếc một cái vài đồng để gọi điện thoại đâu. Mọi người cứ gọi điện cho nó nhanh. Rồi chốt rồi thì lại đến lúc rất là tiếc. Như con được hôm qua thì rất là đẹp luôn. Tí em đi chuyển. Tí em chuyển về Mỹ Đình. Con này con ấy đốm nhiều này, con kem này đốm nhiều này. Nhưng mà thực ra thì chó mọi người không quan trọng đốm lưỡi hay là huyền đề đâu. Em ấy thì cái thần kinh, nói chung là em nhìn qua bọn này thần kinh nó ok này. Đấy. Nhìn thần kinh ok. Đấy. Quan trọng cái thần kinh con chó thôi. Như vắt trái vắt phải này, huyền đề đốm lưỡi thì mình không quan trọng. Rồi ok mọi người nhá. Khả năng xin phép dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã xem, ủng hộ video và cái kênh của em và mua chó của em. Bác nào chưa đăng ký cho em xin một nút đăng ký. Còn bây giờ em sẽ xin phép em dừng video. Em chào mọi người, hẹn mọi người video sau nhé.